dự án The Eden Row đã hoàn thành và đưa vào sử dụng và cấp sổ đỏ cho cư dân ngày 26 tháng 10 năm 2019. Về giới tri thức trẻ, khi mua biệt thự lâu đài tại The Lotus Center, vừa kinh doanh để ở, được thừa hưởng cũng như sử dụng dịch vụ mang thương hiệu Vimefuland tại phân khu Platinum Centerfoil và phân khu Golden Center Lake, không phải lo ngại đến việc tìm kiếm khách hàng. Bởi lẽ tại The Lotus Center, với 11.951 căn hộ chung cư, căn hộ Officetel, tương đương với 47.804 cư dân, đủ để giới trí thức trẻ sống trong 439 căn biệt thự, thỏa thích đưa ra các mô hình kinh doanh cho riêng mình. Bên cạnh đó, giá đất biệt thự quận Tây Hồ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 tăng 25%, được sử dụng dịch vụ tiện ích ngoại khu của phân khu Platinum Centerpoint và phân khu Golden Center Lake, từ bể bơi, quảng trường nước, đường dạo bộ, khu vui chơi dành cho trẻ em, vườn BBQ,